Alo, tôi nghe đây. Vâng, tôi là Quảng ạ. Cô bảo gì cơ? Gửi tiết kiệm tuổi già ấy à? Tôi làm gì có tiền mà gửi. Sao cơ? Trong tài khoản ngân hàng của tôi à? Cô bảo là bao nhiêu? Cô có nhầm không đấy? Tài khoản này 5 năm nay tôi không sử dụng rồi mà. Vâng. Tôi sẽ kiểm tra lại. Cảm ơn nhé. Bố ơi, bố cẩn thận bị lừa đấy. Bây giờ họ toàn mạo danh ngân hàng, mạo danh công an, đủ các thứ để đi lừa đấy bố ạ. Vấn đề đúng là bố có tài khoản đó thật. Trước khi bị bắt, bố đã rút toàn bộ số tiền ở đó ra. Nhưng phía ngân hàng vừa thông báo là trong suốt 4 năm, tháng nào cũng có một khoản tiền gửi vào. Thế kế hoạch sắp tới của anh là gì? Thì anh ở nhà lấy vợ sinh con cho em nuôi anh. Nuôi xong rồi em tin. Nào, cái mỏ của anh ấy nhá, lại bắt đầu vui rồi đấy. Thế em thích người thích ngoan à? Em thích hư. Thích hư à? Đâu. À, thích hư không? Chào cô giáo ạ. Ôi chào em. Cho em đón mấy cam ạ. Các bạn về hết rồi, chắc cam đã có người đón. Em thử gọi cho bà và bố xem thế nào. Thế ạ, cảm ơn cô giáo ạ. Ừ, chào em. Anh ơi. Anh hay là bà đội đón cam, tao không nói với tôi một tiếng. Ừ, không. Anh với mẹ mà qua đón cam thì kiểu gì chả nói với em. Con có chuyện gì à? Tôi đến chỗ đón cam thì cô giáo lệnh nói tưởng anh và bà nội đón rồi. Thì tôi đi tìm cam xem sao. Có gì tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Cậu cứ yên tâm, chúng tôi luôn hỗ trợ và ủng hộ cho các dự án của Giang Khánh. Dạ, em cảm ơn anh nhiều lắm. Trong cái ngành này cũng cần có những đơn vị như Giang Khánh, có khát vọng, có tiềm lực, dám nghĩ, cũng dám làm. Chỉ có điều Giang này, cậu biết đấy, tôi chỉ có một thằng em. Nó không vui thì tôi cũng không thoải mái được. Ai bắt nạt nó, tôi cũng khó mà cho qua được. Anh yên tâm đi, ai mà kẻ gan bắt nạt anh Đại chứ. Cái thằng nhân viên của bên cậu ấy, nó gây chuyện với Đại. Thế cho nên, để đỡ phức tạp cho chính Giang Khánh, cậu nhổ cái cọc ấy đi là được.